bảo vệ sức khỏe cho mình là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để mình có chất lượng cuộc sống tốt hơn, đúng không ạ? Và đây là một cái câu hỏi mà chắc chắn là tất cả quý vị khán giả sẽ rất là thắc mắc, đó là đối với những người khi mà họ hết bệnh Covid-19 thì cái tỷ lệ mắc bệnh đột quỵ của họ như thế nào ạ? Đây là câu hỏi mang tính thời sự đó bạn. Thì Covid-19 là căn bệnh mà nó xuất hiện mà trong 2 năm gần đây, đó là một thành của đại dịch và còn khá mới mẻ khi mà nhiễm Covid là liên quan đến các bệnh lý nội khoa khác. Trong đó bệnh lý mạch máu não là một trong những bệnh lý mà theo như thống kê cũng như là thực hành lâm sàng thì các bác sĩ thần kinh gặp cũng không phải là hiếm nữa. Liên quan đến Covid, liên quan đến vaccine, liên quan đến hậu Covid. Thì nhiễm Covid-19 bên cạnh cái chuyện tổn thương phổi ra thì đối với mạch máu não thì có một cái yếu tố nguy cơ làm tăng đông. Tăng đông tức là cục máu đông nó dễ hình thành hơn và nó gây tắc mạch máu trên não. Đối với nhiễm Covid-19 thì cái nguy cơ tắc mạch máu trên não không chỉ tắc ở động mạch mà có thể tắc ở cái tĩnh mạch nữa. Tức là tĩnh mạch là cái mạch máu mà nó dẫn cái máu mà máu đen, tức là những cái máu mà CO2 đi xuống dưới để đổi lấy máu đỏ theo động mạch lên trên. Thì đột quỵ tĩnh mạch là cũng gặp trên bệnh nhân Covid-19 liên quan đến cơ chế tăng đông. Hậu Covid thì thường là liên quan, thì cái thường khả năng liên quan nhiều nhất của tăng đông liên quan đến Covid là trong vòng cái tháng đầu tiên sau khi mình khỏi bệnh thì nguy cơ đó vẫn có thể có. Thì những trường hợp đó thì trên lâm sàng có gặp. Nếu như mà bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, rồi có một cái tình trạng nhiễm Covid đã được xác định và cái thời gian sau đó thì bắt đầu xuất hiện yếu nửa người hoặc nói khó hoặc là một cái hội chứng lâm sàng khác liên quan đột quỵ, và người bác sĩ tầm soát ra, chụp ra, phát hiện ra tắc mạch máu não thì và tìm những nguyên nhân khác mà loại trừ hết, thì cái thời gian nó nằm trong khoảng thời gian hậu Covid thì mối liên quan là có thể có. Đó là đột quỵ thiếu máu não. Còn cái trường hợp khác cũng liên quan đến Covid luôn thì không phải là, nhưng mà nó lại gián tiếp, đó là cái trường hợp mà sử dụng thuốc chống đông trong Covid. Thì như bạn cũng biết, có nhiều bệnh nhân thì họ bị Covid nhưng họ rất là sợ đi cách ly, sợ đi vào bệnh viện sẽ ảnh hưởng tới công ăn việc làm của những người thân, cho nên họ sẽ tự mua thuốc uống ở nhà. Và những cái toa thuốc trong đó thì một trong những thuốc mà điều trị Covid á là cái thuốc chống đông máu, bởi vì Covid thì nó làm tắc những cái mạch máu trong phổi, thành ra là cái một những thuốc điều trị trong do Covid giai đoạn trung bình nặng á, là người ta sẽ xài cái thuốc chống đông. Thì người dân khi điều trị ở nhà thì họ sẽ mua những thuốc chống đông đó họ uống, thì cái nguy cơ đột quỵ xuất huyết não là có, trong trường hợp mình uống cái liều không phù hợp và trên cái người bệnh đã có những cái bệnh nền và cơ địa dễ chảy máu sẵn. Đó là cái nguy cơ đột quỵ xuất huyết mà liên quan đến Covid, mà liên quan gián tiếp, liên quan tới cái chuyện mà điều trị chưa đúng cách, chưa đúng chỉ định. Với những cái thông tin mà bác sĩ chia sẻ thì chắc chắn là tất cả quý vị khán giả cũng sẽ có những cái phương pháp và những cái cách thức riêng để tránh việc đột quỵ. Vậy thì với những cái đối tượng là họ đã bị đột quỵ rồi, mình chăm sóc như thế nào là phù hợp nhất? Chăm sóc một bệnh nhân đột quỵ thì ở Việt Nam thì cái lối sống của chúng ta là lối sống gia đình nhiều thế hệ. Thì những cái bệnh nhân mà bị đột quỵ thì cũng đỡ, tức là luôn có gia đình bên cạnh, tức là ngoài cái chuyện chăm sóc y tế ra còn chăm sóc nâng đỡ tinh thần. Ở nước ngoài thì họ có những cái hệ thống về y tế cộng đồng tốt, nhưng mà những người bệnh thì rất là cô đơn. Và khi mà đột quỵ xảy ra thì nếu như người bệnh được vào cấp cứu trong cái giờ vàng mà điều trị tái thông thành công thì người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Sau đó sẽ là cái phần tìm nguyên nhân và điều trị dự phòng suốt đời. Nhưng mà không phải tỷ lệ những bệnh nhân, không phải ai cũng may mắn. Có nghĩa là mình đã bị đột quỵ lần đầu tiên thì khi mình chữa xong thì lần thứ hai cũng có thể bị nguy cơ tái phát. Một khi đã chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não thì bạn sẽ phải điều trị phòng ngừa tái phát suốt đời. Bên cạnh cái chuyện mà kiểm soát những yếu tố nguy cơ, thì cái điều trị phòng ngừa là điều trị suốt đời. Nếu những người bệnh mà chỉ mà đã được cứu rồi, đã được phục hồi hoàn toàn rồi thì họ sẽ được bác sĩ tìm nguyên nhân và sẽ có một cái quy trình điều trị phòng ngừa suốt đời, tức là điều trị có thể tùy cái nguyên nhân đột quỵ của họ. Nếu như cái nguyên nhân đó người bác sĩ đã nghĩ là mạch máu lớn hay mạch máu nhỏ hay xơ vữa thì người bác sĩ sẽ chọn cái thuốc khác, cái tập tiểu cầu để cho bệnh nhân uống, hay là thuốc làm loãng máu để uống để dự phòng cục máu đông nó xuất hiện trở lại. Còn nếu như người bác sĩ nghĩ cái cục máu đông này là do tim nó tạo ra thì người bác sĩ có thể sẽ chọn cái thuốc kháng đông. Người bệnh sẽ dùng thuốc kháng đông để phòng ngừa cục máu đông tái lập suốt đời. Bên cạnh cái chuyện họ sẽ kiểm soát tất cả những yếu tố nguy cơ mà thúc đẩy vô cái bệnh tăng đông này của người bệnh,
tức là phải điều trị những cái thuốc hạ mỡ máu, thuốc kiểm soát huyết áp, đường huyết, rồi lên kế hoạch bỏ thuốc lá cho người bệnh và điều trị những cái bệnh rối loạn đông máu nếu có, những cái bệnh ví dụ có bệnh ung thư cũng tăng nguy cơ đột quỵ thì cũng điều trị những cái gốc. Và cái phần còn lại là cái phần điều trị những cái biến chứng và những cái hệ lụy liên quan đến di chứng của đột quỵ. Người bệnh đột quỵ thống kê cho thấy là có một cái số liệu thống kê khá là đáng buồn, đó là đặc biệt là trong cái nhóm dân số còn trong tuổi lao động là độ tuổi từ 18 đến 65 đó, thì cái khoảng chừng thống kê cho thấy là 44% nhóm dân số đột quỵ độ tuổi từ 18 đến 45 sau đột quỵ thì mất việc, không đi làm được nữa, thì họ sẽ nguy cơ chống dựa hoàn toàn vào gia đình về mặt kinh tế. Và người bệnh có cái tỷ lệ trầm cảm rất là cao, sau đột quỵ tỷ lệ trầm cảm là khoảng 50%. Thì những người bác sĩ điều trị họ sẽ phải tầm soát những bệnh nhân của mình và điều trị trầm cảm cho người bệnh luôn. Tại vì nếu như người bệnh trầm cảm thì người bệnh sẽ từ bỏ những cái theo đuổi cái lộ trình điều trị phòng ngừa, nguy cơ tái phát sẽ rất là cao. Và thậm chí họ có thể có những hành động gây hại cho bản thân. Và nếu như người bệnh đã trầm cảm thì người thân mà biết được, nhiều khi người thân lại không có dám đi làm nữa, lại mất thêm một cái nhân lực lao động chính trong gia đình nữa. Thì cái điều trị cái phần hậu đột quỵ phía sau là điều trị phòng ngừa tái phát, yếu tố nguy cơ, điều trị những biến chứng đi kèm. Trong đó thì có là trầm cảm nè, rồi những cái vấn đề về loét, về viêm phổi, nhiễm trùng tiểu trong trường hợp bệnh nhân đột quỵ bị liệt và nằm lâu thì sẽ có những cái biến chứng đó. Cái điều trị là điều trị dự phòng suốt đời. Xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Ngọc Quyên rất là nhiều đã đến tham gia và chia sẻ những câu chuyện này. Và chắc chắn một điều rằng là tất cả quý vị khán giả khi mà theo dõi chương trình sẽ biết cách làm thế nào để bảo vệ sức khỏe của mình, cũng như hiểu đúng hơn về đột quỵ và kèm theo đó là chăm sóc sức khỏe một cách đúng cách. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.